Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, chiều nay, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm chúc Tết và tặng quà Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Thái Phiên. Thay mặt Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng gửi lời chúc mạnh khỏe và chúc Tết đến Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Thái Phiên cùng toàn thể cán bộ, hưu trí, hội viên Câu lạc bộ. Trân trọng cảm ơn những đóng góp của Câu lạc bộ Thái Phiên thời gian qua. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng thông tin về tình hình phát triển của Đà Nẵng, những kết quả nổi bật trong năm, đặc biệt đã tổ chức thành công đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 22. Năm mới và nhiệm kỳ mới, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng mong muốn ban chủ nhiệm và các hội viên câu lạc bộ Thái Viên sống vui, sống khỏe, phát huy truyền thống lâu nay, tiếp tục quan tâm đồng hành, kịp thời trao đổi thông tin, đóng góp ý kiến để cùng Đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố xây dựng và phát triển Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp hơn.